Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Triệu Đức Ô tô cũ Hải Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên em vừa về một mẫu xe Ford Ranger sản xuất 2002, tên tư nhân, biển 75. Và bên em đang chào bán với mức giá là 148 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua bán ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài chiếc Ford Ranger bán tải này. Một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2002, tên tư nhân nữa các nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn. Anh chị và các bạn mua về là chúng ta đi gia đình hoặc là đi vừa đi gia đình được mà vừa phục vụ coi như là anh chị chúng ta là chở lúa hay chở phân ra đồng như ngạn đấy, thay một chiếc xe máy thôi, giá chỉ có 148 triệu đồng là em đã bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Anh chị và các bạn mua bên xe bên em, vấn đề thủ tục an ninh bọn em coi như là bảo hành cho anh chị luôn. Ford Ranger bán tải hai cầu máy dầu, dầu ăn cực ít luôn các bạn. 100 km chỉ 6 lít dầu thôi. Xe này thì đi là vượt đèo lội suối là quá ok. Điều hòa mát rét nhá các bác nhá. Xe này là zin đét thôi các bác. Ghế lỉ 100% trong xe hết, từ tabi cho đến ghế. Đấy, xe form căng phòng luôn. Lốp đằng trước hai lốp này rất là mới các bạn, mới cứng luôn. Bác chủ xe này bác là một người rất là giữ gìn, cực kỳ yêu xe. Đó. Thường thì những chiếc xe mà đẹp hay không thì anh chị và các bạn hãy nhìn phía bên trong của cái nội thất của nó đấy. Đấy, dàn ghế của nó. Nếu mà chủ nhân là một người giữ gìn thì đồ đoàn bên trong nó cực kỳ đẹp luôn, nó không bao giờ bị sộc sạch gì cả. Đây. Một chiếc bán tải Ford Ranger máy dầu, dầu ăn cực ít không nhé, chỉ 100 km chỉ hết 6 lít dầu thôi. Anh chị và các bạn mua chiếc bán tải Ford Ranger là về là chúng ta sử dụng ngay, không phải chi phí gì cả. Giá cực kỳ đáng yêu luôn. Anh chị và các bạn mua chiếc bán tải này về chúng ta đi công trường, công trình đấy, sử dụng gia đình, chở lúa, chở phân ra đồng là quá ok các bạn. Xe đẹp lắm, đẹp ok luôn đấy. Thân vỏ mỏng dính luôn các bạn. Anh chị và các bạn với mới xem video lần đầu của em thì hãy để lại cho em một lượt like và một lượt chia sẻ và đăng ký kênh, nút màu đỏ phía dưới và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em về theo ngày tháng. Các bác muốn xem xe trực tiếp thì đến tại địa chỉ là 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Đảm bảo là các bác xem là chỉ việc coi như là mua thôi, mua về là chúng ta sử dụng ngay, không phải mất 1.000 nào cả. Tôn vỏ cực kỳ mỏng các bác nhé, chưa có hiện tượng mục mọt này các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Giá cực kỳ đáng yêu, 148 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc bán tải Ford Ranger hai cầu máy dầu mà lại đi được 5 người. Rất hợp túi tiền đó các bác. Đây, em sẽ quay vào cái phần lốp cho các bác xem. Lốp mới cứng luôn các bạn. Đấy, lốp cực kỳ mới luôn. Một đôi lốp đằng trước mới cứng luôn. Còn lốp đằng sau là lốp lì các bạn. Lốp đằng sau là lốp lì. Đây.
lốp đằng sau đây các bác này. Đấy. Xe cực đẹp luôn các bác nhá. Và sau đây em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc bán tải này. Đây các bác này, anh chị và các bạn là xem này. Bình tán là zin đét này, đẹp hơn theo nhà sản xuất luôn các bác này. Đấy, tắp bi là lý luôn các bác nhá. Một người rất là giữ xe và yêu xe. Những ai yêu xe thì xe rất là đẹp và sạch. Đấy, không bị xước sát hay bị gì cả. Đấy, lý nguyên bản luôn, không có rách nát gì các bác nhá. Đấy, nguyên bản đeo xe luôn. Đây các bác này. Đây. Đấy, ghế là toàn bộ ghế lý hết. Bác chủ xe này bác là một người rất là kỹ tính luôn, cực kỳ kỹ tính. Kỹ tính thì người ta mới sử dụng được con xe mà giữ gìn như này các bác ạ. Đấy, toàn bộ ghế lý này các bác này. Đây, xe các bác nhìn này, 2002 mà có chiếc nào mà bàn phanh bàn côn này này các bác, cực đẹp luôn. Đấy, chưa có mòn nha các bác nhé. Đây, hai cầu đủ các bác nhé, hai cầu đủ luôn, xe cực đẹp luôn các bạn. À, anh chị và các bạn mua về là cực kỳ yên tâm luôn, không phải sử dụng, không phải chi phí gì cả, tôn vỏ cực kỳ mỏng các bác nhé. À, cửa đóng rất là nhẹ nhàng luôn, tôn rất là mỏng các bạn, tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn. À, cực mỏng luôn, giá cực kỳ đáng yêu. Chỉ 148 triệu đồng nữa là chúng ta sở hữu ngay một chiếc bán tải Ford Ranger. Đây các bạn này, táp bi toàn bộ là táp bi lý hết, xe cực đẹp luôn. Nếu đời 2002 mà giữ được bộ ghế lý thì là một chiếc xe là quá chất. Đây các bạn này. Đấy, mà sàn nó vẫn là sàn lý nguyên bản đó các bạn. Này, lý nguyên bản theo xe luôn. Đấy, xe tuyệt đẹp luôn các bác nhá. 148 triệu đồng mà chúng ta là sẽ đi được 5 người lớn, 2 trẻ nhỏ. Đấy, và chở đồ đoàn đằng sau hết. Đấy, xe cực đẹp luôn các bác nhá. Nào, các bác nhìn này. Đấy, đấy, em cho xem các bác ơi. Đây này, xương gầm thắt xì của nó này, chưa hiện tượng mục ngoặt này các bác nhé. Xe cực đẹp luôn các bác ạ. Đấy, xe cực đẹp luôn. Đây, nhựa của nguyên bản đeo xe các bác ạ. Đây, một cái thùng nhựa của chiếc Ford Ranger bán tải là nguyên bản đeo xe luôn, theo nhà sản xuất luôn, zin đét luôn các bác ạ. Đấy, đây, anh chị và các bạn mua về là chúng ta sử dụng ngay. Đấy, đi được 5 người, chở đồ chở đoàn đằng sau, tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn nhá các bác nhá. Cam kết anh chị và các bạn là chiếc Ford Ranger này là không có đâm đụng, không tai nạn gì cả nhá các bác nhá. Tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn, à, mỏng dính luôn, à, zin đét luôn. Đấy, phần lý nó nguyên bản theo nhà sản xuất các bác. Đấy, xe cực đẹp luôn. 148 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc bán tải đi được 5 người, đằng sau lại còn chở thêm đồ nữa. Đây các bạn, hôm nay trời em quay cái này nó hơi nắng một chút, nhưng mà xe đẹp lắm các bạn. Đây, toàn bộ ghế lý theo nhà sản xuất này. Đấy, bên này như cái này có cái loa mở hay lắm. Đây, nội thất thì cực đẹp các bạn, xe đẹp lắm. Đây, lốp đằng trước các bạn, đôi đằng trước là lốp mới. Rồi, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2019. Và đây em sẽ quay và khoang động cơ cho anh chị và các bạn xem. Giá cực kỳ đáng yêu luôn. Em vào em nổ máy cho các bác xem nghe tiếng động cơ, xe cực đẹp luôn đấy.
Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Ranger các bác ạ. Đây các bác ạ. Đẹp cực kỳ các bác nhé. Đấy. Đấy, bác rất là thật chẽ. Bác chủ nhân này bác rất là giữ gìn luôn. Đấy. Nhân bác là một người rất yêu xe, rất là giữ gìn xe luôn các bạn, rất là sạch. Một trăm cây là chỉ có hết 6 lít dầu 7 lít dầu thôi mà chúng ta đi được 5 người. Loa đài đầy đủ các bác nhé. Và sau đây em sẽ đi thử chiếc bán tải này về đến cửa hàng em. Anh chị và bạn có nhu cầu xem xe trực tiếp thì đến tại địa chỉ là 388 Long Xuyên Kinh, Môn Hải Dương. Và liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567 089. Đây các bạn này. Đây. Đấy các bác nhìn đi không? Đấy. Đấy. Đóng cầu và cầu nhảy đấy các bạn ạ. Đấy, đến 2 cầu. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau.